Phú Yên hôm nay sẽ đưa lên cho anh em xem một con mồi thố nha anh em. Con này đã bắt được 10 buổi rồi, nó thuần rồi nha anh em. Thì con này thì mình sơ lòng là gu được dày là ngon rồi nha anh em. Nó cái bản năng nó là cái nết nó là ít chân lòng hay là nó gu lòng rồi nha anh em. Thì bữa nay mình vừa quay vừa sờ một con quẹo cho nó gu để anh em nghe. Thì nó nước chơi nó nhe thì thúc kèm kèm một kèm hai chậm chậm vậy thôi, đó là nước nó tự chơi rồi nha anh em. Chứ còn khi ra rừng hả anh em thấy nó nhau mỗi á, đối với một con thố mà chim Việt nữa như này á, cái đồ nhau con bồi á thì anh em rất là khó tìm. Nó giống á thì âm đồng nó nhiều con thố một tí, mà khi nó que thúc á với nó rút bôi á thì toàn là thố thôi, nó là màu hậu nha anh em. Mình lên rừng á mình móc mà chỉ cần mà nó rước chim vài chàng rồi mà chim không quèo á, đứng xe xe á, anh em nghe là dặm một dặm hai mà tiếng thố nó là rên núi á nha anh em. Què xét bôi bắt đã 10 con rồi. Thì trong quá trình đi tập á, bắt lòng lé nó rất là ít chạm chim nha anh em. Thì trong quá trình đi suốt á, con chim này nó đã thân rồi, nó đã nhuyễn rồi. Nay anh em đi lên núi á, xe cả nếu anh em rớt xe xuống là nó chơi thôi. Nó thì anh em kèm chơi rất là kèm chết. Anh em đi tầm cỡ nào cũng được. Rừng sâu rồi gì anh em vô ở trong rừng 2-3 ngày rồi gì là nó chơi tuyệt vời, anh em không suy nghĩ, cầm chơi nó anh em rất là ghiền đi rừng. Thì hôm nay mình đang lên để những anh em nào đủ tâm đang gấp tìm một con thố mồi thân mồi chiến để vừa anh em vừa đi chơi giao lưu nghe nó làm phơ tay khi có bổi và khi vào trong nó gù nó bắt chim một cách đang gấp nha anh em. Nói chung nó thì nó ít sơ lòng, nó ít gu lắm nha anh em. Nhưng mà nay nó gu thì nói chung là nó cũng nó cũng chịu gu rồi. Thì nó chưa ra cái nết con chim này thì nói chung những con chim nó muốn nó gu muốn không thì không quan trọng. Nhưng mà chủ yếu chân hậu nha anh em. Lúc trước mình sơ lòng thì nó chỉ đứng nhìn vậy thôi, xù lông thôi, nó không mà gu. Nhưng mà ra rừng thì máy nha anh em. Âm ra rừng thì rất hay nha anh em. Đang thấy lông cườm vuông nhỏ điều đóng không nát cườm dễ dặt nhằn quy đóng đẹp. Chim này sắc lông màu đỏ nha anh em, tròn dài. Nói chung là khi anh em cầm con chim này á giữ chơi á, anh em rất là ghiền đi núi. Bà đảm là anh em rảnh là anh em muốn đem là vào rừng chơi thôi, vì tư cách nó là bác bội được nè, nước có nè, lì thân nè, chơi nó sướng nha anh em.
Đây là từ nó chơi nha anh em. Còn ra rừng là tốc độ, nhầu chim, tiếng rên núi thôi nha anh em. Rồi, mình xin chào tất cả nha anh em. Nào, vừa xem cái video này của mình nha. Cứ anh em nào thích con chim này, cứ alo mình, các bạn Zalo đó, mình sẽ nói rõ hơn. Và anh em sẽ có duyên sở hữu được nó thì một điều rất là may mắn nha anh em. Đảm bảo với anh em là chơi là rất là hài lòng cho anh em. Riêng con thổ môi này nè anh em. Rồi, chào anh em nha.